Và như vậy thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với quý vị cách để chạy phần mềm cho một viên pin, và sau khi đóng lại thì quý vị lưu ý rằng là gần như tất cả các viên pin, có đến 90% các viên pin sau khi mà quý vị tách cái mối hàn của một cell ra thì mạch nó sẽ tự động nó khóa lại. Và sau khi mà thay các cell mới xong thì chúng ta phải nạp lại phần mềm hoặc là mở khóa lại để cho nó mở dòng xả và dòng sạc. Vâng, hôm nay nhận được một gói pin của một bác khách, thì không biết là của bác nào đây. Đấy, thì mở ra coi thế nào. Bác nào gửi cho em thì bác Lượng. Đây rồi, rất may là đã có số điện thoại ở đây. Sau này các bác gửi cho em thì cũng ghi như thế này nhá, để còn biết là của ai, chứ nhiều quá là em không biết được là của bác nào. Đây rồi, thì bác Lượng là gửi quả pin này để cho em chạy phần mềm nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là một viên pin của bác khách. Đây là bác Lượng. Bác Lượng đã đóng viên pin này và có gửi về để cho tôi chạy lại phần mềm. Thì theo như bác Lượng mô tả là sau khi mà đóng xong thì nó không nhận, không sạc gì cả. Vâng, để chạy lại phần mềm cho viên pin của anh Lượng thì đầu tiên là tôi sẽ kết nối với máy tính, và tôi sẽ kết nối cáp này vào. Vâng, thưa quý vị, sau khi mà kết nối viên pin với máy tính thì viên pin này đã khóa dòng rồi nha, thưa quý vị. Cái phần charger current này nó màu đỏ và không có thông tin để đọc. Đồng thời là cái phần dung lượng của viên pin cũng không hiển thị. Thì viên pin này là 7,5V. Như vậy là chạy hai cặp cell thì ở đây là hai cặp cell là đúng rồi. Thì bây giờ để chạy phần mềm cho viên pin này thì đầu tiên là tôi sẽ đào phần mềm gốc về đã. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ copy cái phần mã của pin. Tôi sẽ dán cái mã pin vào đây để tìm kiếm. Thì tôi sẽ tìm vào cái phần chip là 30423. Đấy, 4 cell thì chính là viên này luôn nha quý vị. Thì tôi sẽ đao cái phần này về. Rồi với chip 30423 thì tôi sẽ mở khóa tại phần 3C. Và đầu tiên thì tôi sẽ đưa viên pin này về trạng thái boot. Đây, tôi kiểm tra thì cái phần này nó trắng lên là nó đang ở boot rồi. Thì tôi sẽ lưu lại phần mềm gốc. Sau khi lưu file gốc xong thì tôi sẽ nạp cái file mà hồi nãy tôi download về. Ở đây thì tôi sẽ cho dung lượng là 6.000 nhé. Thì trong trường hợp này tôi cũng chưa nắm được là cái dung lượng pin mà anh Lượng đóng vào là như thế nào, cho nên là tôi sẽ chọn là 6.000. Rồi sau khi nạp file tốt xong thì tôi sẽ thoát boot và tôi sẽ kiểm tra xem là dữ liệu. Đây, nó đã có 6.000 rồi nhá. Dung lượng là 6.000. Thì bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa một số thông tin như thể là ngày tháng này. Tại phần này thì tôi sẽ nhập điện áp thực của cell. Đây là phần nhiệt độ, tôi cũng sẽ cho 25 độ và tôi sẽ cân bằng. Rồi thì tôi quay trở lại đây thì tại phần này tôi sẽ cho là điện áp xả là 1.000, tương đương với lại 1A. Bây giờ bắt đầu tôi sẽ xả. Ồ, như vậy là viên pin này đang không xả được, thưa quý vị. Viên pin này hiện giờ là đang không xả, đồng nghĩa với việc là nó cũng sẽ không sạc. Thì để bây giờ tôi sẽ tháo ra để tôi kiểm tra nhé. Vâng, thưa quý vị, đây là quả pin của bác Lượng, và sau khi chạy phần mềm xong thì nó không cho sạc xả. Thì tôi có trao đổi lại thì phát hiện ra là bác Lượng chưa đấu lại cái phần cầu chì. Bây giờ tôi sẽ tháo ra để kiểm tra phần cầu chì và đấu lại. Vâng, đúng như tôi đã nói thì cái phần cầu chì này là bác Lượng chưa đấu lại. Thì bây giờ tôi sẽ đấu lại, anh em cùng theo dõi nhé. Bỏ cái phần phía trên của cầu chì đi. Đây, anh em nhìn thấy là nó vàng như thế này thì gần như là
100% là tôi sẽ làm lại chì. Đầu tiên thì tôi sẽ bỏ cái phần cầu chì này đi. Và tôi sẽ đấu hai phần này vào. Đây thưa quý vị, đây là phần cầu chì mà tôi vừa mới đấu xong. Thì bây giờ tôi sẽ đưa vào xem là nó đã sạc xả được chưa nhé. Rồi sau khi mà đấu lại cầu chì cho viên pin thì bây giờ tôi sẽ xả thử với mức 1A xem thế nào nhé. Vâng, và tại phần này thì nó cũng đã hiển thị là 1A rồi. Thì tôi sẽ cân bằng luôn cái mức xả cho cái viên pin này. Rồi thì bây giờ tôi sẽ bật phần mềm test lên để kiểm tra thử. Ô, như vậy là đã lên 100% rồi thưa quý vị. Và dung lượng là 6.000. Đấy. À, số lần sạc là 0. Và tôi đã up ngày hôm nay vào rồi. Bây giờ thì tôi sẽ xả thử. Đây phần này này. Đây nó đã lên 1.000 rồi thưa quý vị. Tương đương với 1A. Và bây giờ thì tôi sẽ sạc thử. Vâng, như thế này là nó cũng đang sạc ok rồi thưa quý vị. Và như vậy thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với quý vị cách để chạy phần mềm cho một viên pin. Và sau khi đóng lại thì quý vị lưu ý rằng là gần như tất cả các viên pin, có đến 90% các viên pin, sau khi mà quý vị tách cái mối hàn của một cell ra thì mạch nó sẽ tự động nó khóa lại. Và sau khi mà thay các cell mới xong thì chúng ta phải nạp lại phần mềm hoặc là mở khóa lại để cho nó mở dòng xả và dòng sạc. Đồng thời thì chúng ta phải đấu lại cầu chì thì nó mới mở dòng xả và dòng sạc. Tất nhiên là để mở dòng xả và dòng sạc thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà thông thường là chúng ta phải nạp lại phần mềm và phải đấu lại chì. Vâng, mà đôi khi thì cái phần cảm biến nhiệt độ này nó bị hư thì nó báo đỏ, thì đồng thời là nó cũng sẽ không cho sạc và xả. Và sau này bạn nào mà muốn tự mình thay cell pin mà không có máy chạy phần mềm thì hãy gửi đến cho tôi sẽ chạy phần mềm và gửi lại cho quý vị. Rồi thì video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trong thời gian qua. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.